Làm những điều như thế sẽ khiến cho con trẻ nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ được thành công, không được thất bại. Cha mẹ có thể song hành cùng ta trong cuộc sống này. Điều quan trọng là sau mỗi lần thất bại, con phải thật mạnh mẽ đứng lên và phấn đấu để đi tiếp.